Bạn Trang nè. À, là hai người à? Suy nghĩ chuyện gì mà tập trung dữ vậy? Chắc là nghĩ đến các cô đứa ở hội kê rồi. Hai người có cảm thấy lạ không? Từ khi ra khỏi hội kê đến giờ liền chuyển đi hướng bắc, không hề y theo hành trình đã định đến Hàm Dương. Có thể Hàn tướng quân phát hiện được một đường tắt có thể đến Hàm Dương nhanh hơn. Cũng không giống lắm. Tôi tra lại bản đồ rồi, trong hơn nửa tháng qua chúng ta cứ quanh quẩn quận huyện Chương Thủy, bây giờ còn quay lại lưu ấp, thực tế không hề tiến lên. Đúng rồi, thật ra Hàn tướng quân làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa. Có người nói mặt trời chiều tà sắp bất dạng là quyến rũ nhất, nhưng tiếc là bao nhiêu năm qua ta không lúc nào ngắm nhìn nó. Hy vọng sau khi diệt Tần, thiên hạ yên định, mọi người sẽ được sống một cuộc sống thanh nhàn. Nếu như phải nóng lòng đẩy lùi bạo Tần, tại sao lại hạ trại đến giờ không tiến về Hàm Dương chứ? Đó là sách lược của ta và Phạm Á Phụ. Ý, đánh xuân ngưu kìa, lâu rồi không thấy ai chơi. Đánh xuân ngưu giành cặp sừng là tập tục của nước Sở ta. Rất có thể bọn trẻ này là thần dân của nước Sở. Lấy được sừng trâu sẽ mang lại may mắn đó. Nhưng mà đáng tiếc, chưa bao giờ tôi được chơi, càng chơi từng giành được sừng trâu. Đuổi theo nhanh lên, nhanh lên, đánh mạnh lên đi, mạnh lên. Đi, đi đâu? Giành cặp sừng. Dành cặp sừng. Mạnh lên, mạnh lên. Dành lên. Đánh mạnh lên. Đánh. Dành cặp sừng, dành cặp sừng, dành cặp sừng. Đánh mạnh lên, mạnh lên. Dành cặp sừng, dành cặp sừng. Hey, yo. Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. Yo, dành cặp sừng. Dành cặp sừng của cô, tặng cho cô. Dạ, tôi giành được sừng trâu rồi. Giành được rồi, giành được rồi. Đừng giành. Nghe Quỳnh nói cặp sừng đó là của tỷ tỷ giành được. Thôi vậy đi, Quỳnh đưa vài đồng tiền cho mấy đứa đi mua bánh nước ăn, chịu không? Dạ. Đi đi, đừng có giành. Đi nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi giành được sừng trâu rồi. Từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên tôi giành được sừng trâu đó. Hy vọng cặp sừng này sẽ mang lại may mắn cho cô. Cảm ơn. Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên tôi mới giành được cặp sừng trâu này. Tôi giành được sừng trâu rồi. Giành được sừng trâu rồi. Phạm Bá Phụ. Phạm Bá Phụ, người xem, từ khi chúng ta rời khỏi hội kê, qua Quảng Lăng rồi lên Bắc Đông Dương, Bành Thành, Tiết Ấp, kế đó từ Tiết Ấp trở xuống Lưu Ấp. Phải đó, chúng tôi quanh quẩn đi lại, chừng nào mới có thể đến Hàm Dương chứ? Hận tướng quân điều binh khiển tướng bay lâu, có đi sai bước nào không? Huống hồ là lão phu bày mưu hiến kế giùm, mọi người còn lo gì chứ? Quan viên đã nói là vào quan trung trước thì sẽ làm dương. Phạm Á Phụ à, từ khi chúng ta lên đường đến giờ đã trễ nải hơn một tháng rồi. Trong lòng lão phu và hận tướng quân đều biết cân nhắc, chắc chắn sẽ kịp. Lão nói như vậy tôi yên tâm, cứ sợ tin đồn đó là thật chứ. Tin đồn? Phạm Á Phụ à, gần đây trong quân ngũ có nhiều lời đồn to nhỏ, nói Hàn tướng quân đam mê nữ sắc, quên mất bản thân, đang tiến về quan trung Hàm Dương. To gạt! Vũ nhi của ta không phải hạng người như vậy, đúng là nói nhảm nhí. Nhưng mà tin đồn cũng không phải thất thiệt, hai người đó quay quần với nhau, ai ai cũng thấy. Vũ nhi của ta tuyệt đối không yêu kẻ không may đó. Nhưng lúc nãy bà chúng tôi đã thấy họ lên núi. Ngươi thật còn đó. Nói nữa, nếu ngươi còn nói bậy, ta sẽ xử theo quân pháp. Mau ra ngoài đi. Dạ. Dạ. Ngu cơ, hả không may mắn này, tại sao nhất định hại Vũ Nhi của ta? Hàn tướng quân. Hàn tướng quân.
Bá phụ. Thám báo nguyên soái, tam quân chuẩn bị sẵn sàng. Truyền lệnh của ta, tam quân khai phạt, tiến đến thành Dương. Dạ. Quân cơ, quân cơ, quân cơ, quân cơ, quân cơ. Cô tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây? Cô bị té ngựa ngất xỉu. Phải, lúc đó tôi sợ đến chết người luôn á. Cũng may được nguyên soái kịp thời ấm cô lên thôi. À phải, chẳng phải tham quân chuẩn bị lên đường sao? Đừng nói chuyện đó nữa, uống chén trà đi. Khải bẩm nguyên soái, có chuyện gì? Phạm Á Phụ cùng tam quân chuẩn bị sẵn sàng, hối thúc nguyên soái ra lệnh lên đường. Để thầy huynh thông báo tam quân nghỉ lại ở đây thêm một ngày, sáng mai lên đường. Tuân lệnh. Nguyên soái à, ông đừng nên vì một mình Ngô Cơ mà trễ nải quân tình. Chuyện quân tình cô không cần quan tâm, cô chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi là được rồi. Nguyên soái, nguyên soái. Á Phụ, đích thần người phán đoán như thần, mọi chuyện đúng như ý người. Chúng ta còn phải trì hoãn quân tình đến bao giờ mới lên đường vậy? Còn thích bao giờ đi thì bao giờ đi. Lão Phu phải quay về quê hương của mình. Chuyện của con không liên quan đến ta. Á Phụ, dù sao cũng trì hoãn quân tình lên đường trễ một ngày có gì quan trọng chứ? Không quan trọng à. Còn hứa gì Lão Phu sẽ một lòng một dạ hưng sở diệt tận, Lão Phu mới xuất sơn phụ trợ con. Không ngờ con nhiều lần bỏ mặt. Không bỏ mặt hồi nào chứ? Hạng Vũ này luôn một lòng một dạ mà. Con không có. Trong lòng con chỉ có kẻ không may Ngu Cơ đó thôi. Không ngờ con lại vì ả trễ nải quân tình. Không ai có thể làm như con vậy. Con trễ nải quân tình hồi nào? Mọi chuyện đều làm theo ý của Á Phụ thôi. Con nghĩ Á Phụ già cả qua mắt hay sao? Con có dám thề dưới trời đất, trong chuyện này không hề dính líu đến tình cảm trai gái gì hết không? Phải con yêu Ngu Cơ, nhưng con có lỗi hay sao? Vũ Nhi, xưa nay anh hùng đều háo sắc, Á Phụ rất hiểu điều này. Nhưng trái lại con quá yêu thương kẻ không may như Ngu Cơ này đó. Đó là do Ngu Cơ không giống mọi người, đáng để con yêu suốt đời suốt kiếp. Ả sẽ hại cả đời con thì đúng hơn. Ta đã xem quẻ cho Ả, bói toán mạng của Ả, Ả sẽ xung khắc con, hại con chết không yên thân. Đủ rồi. Lúc nào người cũng nói Ngu Cơ là người không may, lúc thì nói Nghĩa Huynh Lưu Bang của con là kẻ thù truyền kiếp của con. Chỉ bằng người nói tại mạng của con không tốt, sao người cứ nhất định đổ tội lỗi lên đầu người khác chứ? Còn đúng là vậy mãi không khôn. Hạng Vũ này tuyệt đối không tin mạng, nhất định giao du với Ngu Cơ.